Rồi, tiếp theo chị Lê Thị Nguyệt. Chủ nhà sinh năm 1989, 320 Bắc độ comment, 325 độ comment số 1 đi. 1989 là tuổi gì ạ? Kỷ Tỵ, đúng không? Kỷ Tỵ mà 325 độ thì như này, 325. Thứ nhất là nhà này chịu ảnh hưởng bởi sao? Vượng tài, phúc đức và ôn hòa. Đấy, vượng tài là tốt về tài vận. Phúc đức là gì? Là tốt về gia đạo. Tốt về gia đạo thể hiện qua mặt là trong rất là có trật tự nền nếp. Để tuy nhiên bên cạnh đó thì đang bị một cái sao, cũng là cái sao ôn hòa. Đấy, cửa chính nhà mình mà đang bị sao ôn hòa chiếu đến như này thì cái sao này nó chủ về bệnh tật, thị phi và tiểu nhân. Đấy, cho nên là cái nhà này ở đây thì chị Lê Thị Nguyệt nên để cái sự tác động ảnh hưởng bởi sao ôn hòa đang ảnh hưởng trực tiếp đến cái hướng nhà của mình. Nha. Chủ nhà sinh năm 1983 là tuổi gì? Quý Hợi, đúng không? 1983 là 268 độ. Anh Thành đâu comment số 1 đi. 83 268 rồi. 268 độ. Thứ nhất ngày anh này hiện nay tôi đang nhìn thấy được cái sao rất là đẹp. Tân và Tấn Điền và Khẩu Thiệt là ba sao, trong đó có sao Vượng Tân và Tấn Điền ấy là cái mặt đất đai của nhật sản. Tức là khi mà cửa chính nhà mình mà đang được sao Vượng Tân và Tấn Điền chiếu đến như này thì ở đây nó sẽ xảy ra hai trường hợp mà anh Hành có thể dẫn chứng này. Cái trường hợp đầu tiên là sau đây có thể anh làm ăn kinh tế anh phát triển được là có thêm cái sự gia tăng thêm về mặt đất đai. Hai là sẽ được gia đình ông bà hoặc bố mẹ để lại thêm cho mảnh đất. Có nghĩa là sau khi anh ở cái mảnh đất này thì kiểu gì cũng có thêm cái sự cơ về mặt đất cát. Cái này thì anh Thành có thể nghiệm chứng trực tiếp. Đấy. Ngoài ra thì hiện nay nhà anh Thành đang bị một sao là cái sao Khẩu Thiệt. Đấy. Khi cửa chính nhà mình mà đang bị sao Khẩu Thiệt chiếu đến như này thì trong nhà này người trong nhà ăn nói rất là hay thua thiệt, hay chịu thua chịu thiệt về bản thân mình rất là nhiều. Đấy. Và gần như là gì ạ? Gần như là gì ạ? Xảy ra bất kể một cái vấn đề gì, lúc nào mình cũng là người phải chịu thua và chịu thiệt. Cái này thì anh Hạ Văn Thành có thể nghiệm chứng trực tiếp theo những điều mà tôi đang làm cho anh nhé. Thank you.